dâng muôn lời tạ ơn người khen Thiên Chúa. Chúa là đấng tác sinh muôn vật trên đời để con người vui hưởng hạnh phúc chân vơi. Quỳ nơi đây trước Ngài tòa Chúa uy quyền, dâng lên Ngài tình yêu trổ bóng kết trái, hứa thủy chúng mãi luôn yêu nhau trọn đời. Khấn xin Ngài chúc lành gìn giữ tình con. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc. Cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say, trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung, dấu gian khổ hay thịnh vượng. Và lúc yếu đau hay những khi bình an, nguyện yêu thương đến bạc đầu. Em xin nhận anh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Anh xin nhận em làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Ngày hôm nay chúng con thành duyên vợ chồng, với ước vọng được luôn thủy chung mãi mãi. Dù ngày mai khó khăn sắc trên đường dài, vững tin rằng có Ngài dìu dắt đỡ nâng. Nói theo thánh gia là hướng gia đình, sống hết tình sẽ chia và luôn thương mến, biết cảm thông thứ tha xoa tan muôn phiền, giúp gia đình mãi được hạnh phúc bình yên. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc. Cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say, trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung, dấu gian khổ hay thịnh vượng. Và lúc yếu đau hay những khi bình an, nguyện yêu thương đến bạc đầu. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc. Cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say, trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung, dấu gian khổ hay thịnh vượng. Và lúc yếu đau hay những khi bình an, nguyện yêu thương đến bạc đầu. Và lúc yếu đau hay những khi bình an, nguyện yêu thương đến. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta cùng quy tụ nhau nơi đây cùng với hai gia đình của hai bạn trẻ Huy và bạn Vân Anh đến nhà thờ này để cử hành bí tích hôn nhân, bí tích hôn phối theo nghi thức Kitô giáo. Trong thánh lễ này chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho hai bạn được sống với nhau hạnh phúc, được đầy ơn Chúa và xin Chúa soi sáng cho hai bạn trong những hành trình sắp tới, đó là một gia đình đầy yêu thương. Để cử hành nghi lễ này, chúng ta cũng vui mừng sum họp trong nhà Chúa chung quanh anh Giuse Vương Quốc Huy và chị Maria Trần Thị Vân Anh. Trong ngày họ quyết định thành lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, để rồi cùng với giáo hội và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây luôn luôn và mãi mãi lên một với nhau. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp mầu nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Xin cho các tín hữu Chúa đây là anh Giuse Vương Quốc Huy và chị Maria Trần Thị Vân Anh biết thực hiện trong cả đời sống ý nghĩa sâu xa của bí tích hôn nhân họ sắp cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
bài trích sách huấn ca: phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi, vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Người vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói đà quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong nhà cửa ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta
đã tự lột mình làm hiến lễ vì lòng kính sợ Đức Kitô. Anh em hãy tùng phục lẫn nhau, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính người là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của người, và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, như thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi lấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi lấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như yêu chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Jesus Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói: Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thì trong sách Sáng Thế vào chương thứ hai có nói việc Thiên Chúa tạo dựng con người. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, và Thiên Chúa đã cho người nam và người nữ kết hợp với nhau thành một xương một thịt,
và trong như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, họ gắn bó với nhau để trở thành một gia đình, và gia đình này được Thiên Chúa chúc phúc. Và chúng ta đều biết gia đình đầu tiên đó là gia đình Adam và Eva, là gia đình đầu tiên. Và vì thế mà ngày hôm nay hai bạn Huy và bạn Vân Anh đến nhà thờ này để cùng nhau cử hành bí tích hôn phối. Bạn Huy và bạn Vân Anh sẽ gắn bó với nhau, trở thành một xương một thịt, tức là trở thành vợ chồng, và không có bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì có thể chia cắt được họ. Để hai bạn gắn bó với nhau trở thành một gia đình mới, sống giống như gia đình đầu tiên là gia đình của Adam và bà Eva. Và ngày hôm nay sau khi cử hành bí tích hôn phối theo nghi thức Công giáo thì anh Huy và bạn Vân Anh cũng sẽ trở thành một gia đình mới. Kính thưa cộng đoàn, có thể nói trong cuộc sống ngoài tình yêu thì ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, nhất là đối với những gia đình rất cần hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hôm nay xin chia sẻ với cộng đoàn và cách riêng cho hai bạn Huy và Vân Anh về hạnh phúc gia đình. Vậy thì hạnh phúc là gì? Khi bàn đến hai từ hạnh phúc thì nhiều người đưa ra nhiều định nghĩa và lối giải thích khác nhau. Nhưng xét cho cùng, hạnh phúc là được sống đúng với bản chất của mình. Cũng như con chim mà sống trong lồng thì không thể nào hạnh phúc khi nó sống ở ngoài bầu trời, được tung đôi cánh bay lượn ngoài bầu trời. Chỉ có sống ngoài bầu trời thì con chim mới cảm thấy được sống hạnh phúc và tự do. Do đó, hạnh phúc là một khát vọng tự nhiên và chính đáng của con người. Hạnh phúc đó là khát vọng và sự chính đáng của mỗi người chúng ta. Chắc chắn hai bạn Huy và Vân Anh cũng luôn mong muốn cho cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc và để được sống bên nhau đến trọn đời. Thế nhưng làm thế nào để có được hạnh phúc? Bởi vì hạnh phúc gia đình không phải như một thứ mà hai bạn có thể cầm nắm trong tay và sở hữu nó như một vật thể hữu hình chúng ta có thể nắm và cầm nó trong tay. Hay là hạnh phúc không phải là điều mà hai bạn chỉ ngồi không ở đó để rồi ước muốn nó sẽ đến với gia đình của bạn. Cũng như phim trong phim hoạt hình Chiếc Đèn Thần, hai bạn chỉ cần ước muốn thì hạnh phúc sẽ đến với các bạn. Hạnh phúc gia đình không phải như thế, không phải như chuyện như vậy. Nhưng hạnh phúc gia đình đòi hỏi hai bạn cần phải tìm kiếm, phải đầy dày công vun sới và xây dựng nó. Hạnh phúc đòi hỏi hai bạn cần phải vun sới và xây dựng mỗi ngày. Nói cách khác là để có được hạnh phúc, hai bạn cần phải đánh đổi một cái giá phải trả. Và dưới đây xin gợi ý cho cộng đoàn cũng như hai bạn một vài gợi ý để cho hai bạn tìm hiểu để giúp ích cho đời sống gia đình của hai bạn và mỗi người chúng ta có được hạnh phúc.
Thứ nhất là cần phải hy sinh cho nhau. Trong đời sống vợ chồng sẽ có lúc có nhiều điều cần phải, chúng ta cần phải hy sinh cho nhau. Hy sinh thời gian để chăm lo cho gia đình, hy sinh những cuộc vui chơi vô bổ để dành thời gian cho chồng, cho vợ, cho con. Hy sinh sự lười biếng để chuyên tâm chăm chỉ làm ăn, giúp cho gia đình của mình có được sự cuộc sống vật chất đầy đủ. Tuy nhiên, sự hy sinh này cũng đòi hỏi sự quyết tâm. Bởi vì trong xã hội ngày hôm nay có rất nhiều cám dỗ lôi kéo con người. Và những cám dỗ đó có thể gây ra cho gia đình sự đổ vỡ. Vì thế rất cần đến sự hy sinh của người chồng, người vợ để làm cho gia đình của mình có thể có được hạnh phúc. Thứ hai là phải biết tha thứ cho nhau. Trong đời sống vợ chồng cũng sẽ có lúc người này người kia mắc phải những sai lầm. Có thể khi hai bạn về chung sống với nhau sẽ có những khác biệt về tính tình, về tập quán. Có thể trong những lúc không làm chủ được chính cảm xúc của mình, các bạn có những hành động, có những lời nói không đẹp đối với nhau, đặc biệt là những lỗi lầm trong quá khứ mà các bạn vẫn còn đang giấu giếm, che đậy, chưa nói cho nhau biết. Hoặc là có thể có những lỗi lầm xúc, có những hoàn cảnh như gia đình gây ra cho nhau mà các bạn có thể xích mích trong đời sống gia đình. Vì thế rất cần đến sự tha thứ bao dung dành cho nhau. Người vợ sống bao dung tha thứ cho người chồng, và người chồng cũng phải sống bao dung và tha thứ cho người bạn đời của mình. Tuy nhiên, sự tha thứ này cũng đòi hỏi chúng ta phải sống một cách chân thật với nhau trong tình yêu. Chứ không phải khi mà người chồng hoặc người vợ tha thứ cho nhau, tha hết lần này lần khác, tuy nhiên người bạn đời của mình suốt ngày nói dối, suốt ngày dùng lời nói ngọt ngào để nói dối người bạn đời của mình, để rồi lại về xin sự tha thứ. Sự tha thứ cần phải đòi hỏi một sự chân thành khi sống chung với nhau. Thứ ba là phải biết quan tâm đến nhau. Hãy dành sự quan tâm đến nhau, sự quan tâm như quan tâm đến ngày sinh nhật, ngày bổn mạng, những ngày kỷ niệm của nhau. Quan tâm đến ngày kỷ niệm, ngày cử hành hôn phối như ngày hôm nay. Quan tâm đến ngày mà hai bạn đã từng gặp, lần đầu tiên gặp nhau. Quan tâm đến những ngày mà hai bạn đã thổ lộ tình yêu đầu tiên cho nhau. Quan tâm, hãy nhớ và quan tâm ngay cả những sự kiện trong gia đình của hai bạn. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho người bạn đời của mình biết được mình đã quan tâm và yêu thương. Ngoài ra, Thánh Phaolô như trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe còn chỉ cho hai bạn và mỗi người chúng ta để có được hạnh phúc, thì đó là vợ chồng hãy tùng phục lẫn nhau và yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh, mà trong bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nhắn nhủ cộng đồng Ê-phê-sô rằng hãy yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, trên đây chỉ là một vài gợi ý nhỏ
để giúp cho gia đình mới này có được hạnh phúc. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại thì còn vô số vô vàn khó khăn còn đang chờ đợi hai bạn. Để vượt qua những khó khăn này thì thực sự là không dễ dàng. Ở đây tất cả các cụ đã từng có kinh nghiệm này để vượt qua những khó khăn trong đời sống, thực sự không dễ dàng nếu không có ơn Chúa. Vì thế mà mỗi ngày xin hai bạn trẻ cũng hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để giúp cho tình yêu của hai bạn luôn luôn được đầm thắm, luôn luôn tràn trề ân sủng và tình yêu luôn luôn dành cho nhau. Và cũng xin Chúa giúp cho hai bạn luôn biết vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Và mọi người có mặt ngày hôm nay đang hiện diện ở nơi đây, chúng ta hãy cầu nguyện cho đôi tân hôn luôn luôn sống được hạnh phúc. Cho dù cuộc sống có những khó khăn vất vả, nhưng hai bạn lại luôn cảm thấy được hạnh phúc khi có nhau và khi sống bên nhau. Và chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa ban cho gia đình của mỗi người chúng ta cũng có được hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giữ gìn giữ và chúc lành cho những dự phóng tương lai của đôi bạn trẻ ngày hôm nay cử hành bí tích hôn nhân. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn tinh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giao dòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt anh, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Vương Quốc Huy và chị Maria Trần Thị Vân Thanh, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Em Maria Trần Thị Vân, anh là Giuse Vương Huy, xin nhận em Maria Trần Thị Vân Anh làm vợ và giữ lòng chung thủy vợ của anh và giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Em là Maria Trần Thị Vân Anh, nhận anh Giuse Vương Quốc Huy làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị, dự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly,
nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Trần Thị Vân Anh xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh nên cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Vương Quốc Huy, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta đổ một tràng pháo tay thể để chúc mừng anh chị và chúc mừng gia đình hai bên. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình tạo sáng tạo và cứu độ. Để cùng tạ ơn Thiên Chúa với anh chị trong ngày thành hôn này, chúng ta cùng dâng lên người những lời nguyện xin. Vì hội thánh là hiện thế yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị em đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương hiến mình cho hội thánh, xin thương chúc lành và tuôn đổ muôn ơn lành trên gia đình mới này và giúp mọi gia đình Kitô hữu luôn tha thiết với ơn gọi lên thánh để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho anh Giuse Vương Quốc Huy và chị Maria Trần Thị Vân Anh vừa thành hôn theo luật hội thánh. Mối duyên đầy Chúa đã xe đình, xin cũng an bài cho họ được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy đâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng ngàn hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã muốn kết hợp hai người nam nữ bằng hôn ước để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình nghĩa vợ chồng, để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện con cái Cha ngày thêm đông đảo. Thật vậy, nhờ Cha dự liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng, và cho con cái họ được tái sinh để hội thánh càng thêm phát triển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con đại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện độ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, sống con lan truyền Chúa trên trên và thiên sơn Chúa sống ngài cho nơi thì Chúa lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Ngài với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự ân nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, vâng lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, của Cha chỉ lên, tin Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời, tin Cha cho chúng con hôm nay được thờ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn thiết tha. Xin Người tuôn đổ muôn phúc lành cho anh chị Giuse Vương Quốc Huy và Maria Trần Thị Vân Anh vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo, Người đã liên kết họ bằng giao ước thánh và bằng bí tích mình và máu Đức Kitô. Xin Người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu, khi dựng nên con người giống hình ảnh Cha.
cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế cha dạy chúng con rằng, sự gì cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phép phân ly. Lạy cha dùng bí tích cao tròn thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp màu nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gầy dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này dù nguyên tội hay đại hồng thủy cũng không xóa bỏ được. Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị Maria Trần Thị Vân Anh vừa thành hôn với anh Giuse Vương Quốc Huy và đang cầu mong được cha ban ơn phúc. Xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở, thuần hòa, luôn noi theo gương các thánh nữ đã được tán dương trong sách thánh. Xin cho anh Giuse Vương Quốc Huy biết chọn niềm tin tưởng ở chị Maria Trần Thị Vân Anh, nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng và yêu thương chị như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin và thiết tha yêu mến luật cha, được chọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu, được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trả tán Chúa ngược ba mẹ con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành lại. Phần dự lễ này chỉ dành cho những người công giáo, nên những ai không có niềm tin thì chúng ta không nên dự lễ. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị Giuse Vương Quốc Huy và Maria Trần Thị Vân Anh kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn nhân mà thánh hóa mối tình của họ. Chúa lại cho họ đồng bàn cùng ăn một bánh, uống chung một chén. Giờ đây vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Chúc anh chị được hồng phúc có con nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa thuận với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay anh Huy và chị Vân Anh kết duyên với nhau trở thành một gia đình mới. Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh chị để gia đình của anh chị luôn luôn sống được hạnh phúc, được thánh thiện và làm nhân chứng tình yêu của Đức Giêsu Kitô ở giữa nơi mà anh chị sống. Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi.
hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy.